Thiên Phước và Kim Quý kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, bằng việc sáng chế máy móc hiện thực hóa những ý tưởng mới, nhiều nhà nông đã đóng góp cho nền nông nghiệp những loại máy móc độc đáo, hữu ích cho sản xuất nông nghiệp nói chung. Trong nội dung chính của chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời bà con cùng đến với những sáng chế mới lạ mà vô cùng hữu ích. Thông tin này cùng những câu chuyện sản xuất nông nghiệp đáng chú ý ở trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng sẽ được chúng tôi liên tục chia sẻ trong 15 phút của chương trình hôm nay. Mời quý bà con cùng theo dõi. Lâm Đồng có 3 địa phương đã trình hồ sơ thẩm định để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 6 tháng đầu năm 2019, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân vay gần 43 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Nông dân thu hoạch đậu với chiếc máy tách vỏ độc đáo. Máy diệt rầy hiệu quả của thầy giáo ở An Giang. Chuyện nhà nông, Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới. Thưa quý bà con, đến thời điểm này, ngoài 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng còn có huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 3 địa phương đã trình hồ sơ thẩm định để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, huy động nội lực của toàn xã hội, nhiều phong trào đã được triển khai rộng khắp. Trong đó phải kể đến các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, dân vận khéo, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, v.v. Thông qua những phong trào nói trên, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Lâm Đồng đã có nhiều khởi sắc so với trước. Đến thời điểm này, ngoài 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng còn có huyện Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 3 địa phương gồm huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã trình hồ sơ thẩm định để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến sẽ có thêm huyện Đạ Tẻ đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Thưa quý bà con, theo thống kê, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2019 là gần 52.700 tỷ đồng. Trong đó thì vốn ngân sách nhà nước là gần 7.300 tỷ đồng, chiếm gần 14%, còn lại là vốn tín dụng, vốn các tổ chức, doanh nghiệp, vốn cộng đồng dân cư. Nguồn vốn nói trên tập trung đầu tư hạ tầng cơ sở, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp. Những loại nông sản được bà con tập trung phát triển bao gồm rau, hoa, cà phê, các loại cây ăn trái, chăn nuôi bò sữa, v.v. Hướng chuyển đổi nói trên đã giúp cho nhiều nông hộ nâng cao thu nhập. Hiện bình quân mỗi hecta đất canh tác nông nghiệp ở Lâm Đồng cho thu nhập trên 169 triệu đồng. Đặc biệt với những diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bài bản, thu nhập có thể đạt đến hàng tỷ đồng mỗi hecta một năm. Xin được chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác. Thưa bà con, nhằm hỗ trợ bà con nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác ở từng địa phương, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vay vốn phát triển sản xuất. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã hỗ trợ cho bà con nông dân vay gần 43 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi. Theo đó, song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho hội viên tham quan, giao lưu, học tập những hướng đầu tư hiệu quả, việc hỗ trợ vốn cho bà con sản xuất cũng được thực hiện hiệu quả tại các cấp hội. Ngoài hỗ trợ vay vốn, hội cũng liên kết với các công ty, tạo điều kiện cho nông dân mua gần 1.200 tấn phân bón các loại, trị giá trên 9 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua hoạt động của Hội Nông dân các cấp, bà con hội viên nông dân đã giúp nhau trên 1,6 tỷ đồng không lãi, trên 6.000 ngày công, hỗ trợ gần 90.000 cây giống, con giống để các nông hộ khó khăn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Liên tục chương trình, nông dân thu hoạch đậu với chiếc máy tách vỏ độc đáo. Máy diệt rầy hiệu quả của thầy giáo ở An Giang. Chuyện nhà nông, Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới. Xin được chuyển đến những thông tin rất đáng chú ý khác liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trên cả nước. Những ngày vừa qua, khi bước vào cao điểm mùa thu hoạch đậu, người dân xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã nhờ vào một chiếc máy bóc tách vỏ đậu rất nhanh chóng do một nông dân tại địa phương chế tạo. Chiếc máy cấu tạo không quá phức tạp nhưng lại cho hiệu quả làm việc vô cùng đáng nể.
Những ngày này, trên các con đường của xã Ninh Tân, từng rẫy đậu sau khi thu hoạch đã được người dân đem ra phơi. Đặc biệt ở đây là sự xuất hiện của một chiếc máy bóc tách vỏ đậu do một nông dân địa phương sáng chế để giúp việc tách vỏ đậu rất nhanh chóng. Máy có thể bóc tách 1,5 tạ đậu trong vòng 1 giờ, nhanh hơn nhiều so với đập lấy đậu thủ công, giúp người dân khỏi phải lo mướn công cũng như rút ngắn được thời gian không còn phải vất vả như trước đây. Được biết, người chế tạo chiếc máy bóc tách vỏ đậu độc đáo trên là ông Nguyễn Tấn Biền, một nông dân trú tại thôn Bắc. Ông đã chế tạo thành công chiếc máy này với bộ phận chính là bẻ trái đậu ra làm rụng hạt đậu, sau đó đi qua lỗ dừng để những trái đậu chưa được bẻ sẽ không lọt qua được. Sau cùng là những hạt đậu lọt xuống nhờ quạt gió thổi ra và chạy theo đường máng để rơi vào dụng cụ chứa. Cái máy này nó có khả năng là nó đập nhiều loại đậu. Chỉ có trừ đậu phộng thôi, chứ còn hầu như tất cả các loại đậu đen, đậu nỏ, đậu chúa, đậu que, đập lấy hạt giống rồi người ta đập được hết. Khi biết được ông Biền chế tạo máy tách vỏ đậu, nhất là máy rất nhỏ gọn, dễ di chuyển, nên nhiều nông dân trong thôn khi đến mùa thu hoạch đậu phải nhờ ông đưa máy đến để tách vỏ đậu cho mình với chi phí rất rẻ. Nếu như chiếc máy tách vỏ đậu đặc biệt hữu ích trong việc sơ chế hạt đậu xanh, thì một sáng chế khác của một lão nông ở Khánh Hòa lại giúp ích đắc lực trong việc chế biến ép dầu đậu phụng. Sau đây xin mời quý bà con cùng đến với một sáng chế của nông dân xã Cam An Nam thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Sáng chế của ông là chiếc máy ép dầu phụng với thiết kế vô cùng đặc biệt là không cần dùng đến điện. Đây là máy ép dầu phụng của ông Lưu Quang Trương, một nông dân tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Dàn thiết bị ép dầu phụng của ông rất đơn giản, gồm khung sắt, con đội thủy lực có sức đẩy trên 50 tấn, cùng ống bọng chứa đậu và máng ra của dầu. Trước khi đưa đậu vào ép, đậu phụng phải xay nhuyễn cả hạt và vỏ cho vào nồi hấp chín, sau đó bỏ vào từng bịch. Sau đó, đậu được cho vào bọng chứa để ép. Người điều khiển chỉ cần thao tác tay đòn của con đội thủy lực để ép dầu và những dòng dầu phụng sạch nguyên chất sẽ chảy ra theo máng bên dưới. Bình quân cứ 3 kg đậu sẽ cho ra 1 lít dầu. Toàn bộ quy trình ép dầu đều không cần đến nguồn điện, rất tiện lợi cho các vùng sâu vùng xa. Được biết hiện nay, dầu phụng ép thủ công đang được nhiều người tiêu dùng tin dùng và bán rất được giá. Xin được chuyển đến một sáng chế khác cũng rất độc đáo và hữu ích trong sản xuất. Thưa quý bà con, mấy năm qua chuyện lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long luôn là vấn đề thời sự với bệnh rầy nâu, vàng lùn xoắn lá. Thay vì dùng thuốc trừ sâu rầy tốn rất nhiều chi phí và ảnh hưởng tới môi trường, thì một thầy giáo ở An Giang đã sáng chế ra máy diệt rầy. Đây là một phát minh mới nhưng đã nức tiếng xa gần bởi công năng đặc biệt của nó giúp nông dân đối chọi với dịch bệnh. Hình dáng nhỏ gọn, dễ di chuyển ra ruộng, đó là tính năng tiện ích của nông cụ diệt rầy do thầy giáo này tạo ra. Không cần thuốc trừ sâu, nông cụ mới này hỗ trợ bắt rầy, làm sạch môi trường bằng năng lượng mặt trời kết hợp với các thiết bị điện tử. Ngay bây giờ, mời quý bà con cùng đến An Giang để cùng chiêm ngưỡng chiếc máy diệt rầy độc đáo này. Là thầy giáo, nhưng anh Trần Trung Hiếu lại có sở thích sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp 4.0, không sử dụng thuốc hóa học diệt sâu rầy trong sản xuất nông nghiệp. Anh Hiếu đã nghiên cứu sáng tạo thành công nông cụ gọi là máy diệt rầy tự động. Cấu tạo của máy gồm các thiết bị như tấm pin năng lượng 25W, mạch sạc pin năng lượng 12 trên 24V, 20A, mô đun cảm biến ánh sáng 12V, mạch tăng áp phóng điện, mạch bảo vệ áp cho ắc quy, mạch giảm áp, ắc quy 12V 8A. Máy bắt rầy này là hoạt động là theo nguyên lý là cảm biến ánh sáng ngày và đêm. Như ban ngày thì hệ thống lưới nó không hoạt động. Hệ thống lưới và hệ thống mạch điện nó không hoạt động và nó chỉ là chuyển sang chế độ sạc. Sạc cho nạp vô quy. Rồi ban đêm thì nó hệ thống này sẽ là ngưng sạc, ngắt hệ thống sạc và nó sẽ chuyển sang hệ thống là bắt rầy và diệt sâu rầy. Hệ thống diệt sâu rầy tự động giúp nông dân cải thiện được chi phí trong sản xuất, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phun vào môi trường tự nhiên. Tính mới của sản phẩm là sử dụng nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời nạp vào ắc quy, cung cấp cho đèn tự động bật sáng vào ban đêm, rầy thấy ánh sáng bay vào là tự động bị diệt. Nếu mà được đất nhiều thì mình có thể mình cắm nhiều cái máy thì nó cũng có thể là giảm cái độ rầy rất là nhiều, bởi vì nó diệt rất là nhiều rầy vào ban đêm. Giá thành thì theo tôi thấy cái giá thành nó rất là hợp lý rồi đó.
Theo tính toán, nếu như 1 hecta lúa, nông dân thuê nhân công xịt 90 bình thuốc, mỗi bình tiền công 9.000 thì phải tốn ít nhất 810.000 đồng. Còn áp dụng hệ thống diệt rầy tự động, chỉ tốn chi phí đầu tư mua máy ban đầu khoảng vài 3 triệu đồng, mà thời gian sử dụng của máy có thể kéo dài khoảng 2 năm. Công dụng diệt sâu rầy rất hiệu quả. Sản phẩm do anh Hiếu sáng tạo, hiện được người nông dân canh tác diện rộng và sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ chấp nhận. Trong khi thị trường vẫn còn nhiều loại thuốc trừ sâu rầy, thì hệ thống máy diệt rầy tự động được xem là giải pháp hữu dụng giúp người nông dân giảm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm nông sản sạch trong điều kiện nhà nước và nhà nông đang hướng tới mục tiêu sản xuất 4.0. Hiện anh Trần Trung Hiếu đang đăng ký độc quyền kiểu dáng sản phẩm và đưa sản phẩm dự thi khoa học sáng tạo năm 2019. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 93%, đây là tỷ trọng tăng trưởng của giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Canada trong 5 tháng đầu năm nay. Cụ thể, tính riêng 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Canada đạt 9,8 triệu đô la Mỹ, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2018. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VASEP cho biết, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Canada trong tháng 5 năm 2019 tiếp tục có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng gần 201% so với tháng 5 năm 2018. Với tốc độ tăng trưởng cao liên tục, vị trí của Canada trong bảng xếp hạng các thị trường xuất khẩu cá ngừ lớn của Việt Nam ngày càng cao. Mặc dù là nước xuất khẩu thủy sản ròng, nhưng nghề cá Canada vẫn không thể đáp ứng nhu cầu trong nước, nên nước này vẫn phải tăng cường nhập khẩu thủy sản từ các nước khác, nhất là với cá ngừ. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và sản xuất cá ngừ trong nước, Canada đang nhập khẩu cá ngừ từ hơn 39 nước trên thế giới, trong đó các nước ASEAN chiếm tới hơn 79% tổng khối lượng nhập khẩu của nước này. Hiện Việt Nam đang chiếm 10% thị phần tại thị trường cá ngừ Canada, trong khi Thái Lan chiếm tới 62% và Philippines chiếm 6%. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, Canada có xu hướng giảm nhập khẩu cá ngừ từ Thái Lan, nhập khẩu từ các nguồn cung khác, trong đó có Việt Nam tăng. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện, những mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, cùng với cả nước, Lâm Đồng đã và đang triển khai nhiều giải pháp chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những kết quả nổi bật qua 10 năm triển khai chương trình này sẽ được phản ánh trong phóng sự ngay sau đây của tiểu mục Chuyện nhà nông hôm nay. Mời quý bà con cùng theo dõi. Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, nhất là từ khi việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được nhà nông địa phương tăng cường đẩy mạnh, thì nhiều loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh đã được bà con đưa vào sản xuất, mang lại thu nhập vượt trội cho nông dân và kinh tế địa phương. Chính bởi tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp đối với nền kinh tế tỉnh nhà, mà khi chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tại Lâm Đồng chục năm về trước, nhiều giải pháp và định hướng thực hiện đã nhanh chóng được vạch ra. Theo đó, bên cạnh việc thành lập ban chỉ đạo các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ về tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, thì tùy vào tình hình thực tế ở từng địa phương mà có giải pháp triển khai phù hợp. Qua đó, nhiều phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, dân vận khéo, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vân vân đã được phát động rộng khắp nhằm thu hút sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Xây dựng nông thôn mới, tham gia đóng góp làm đường, rồi thì chấp hành các cái chủ trương chính sách đường lối của Đảng và Nhà nước, thì nói chung người dân của Đông Thanh hiện tại bây giờ là rất là tốt, đáp ứng được với theo cái yêu cầu của cái tiến bộ của địa phương. Với sự hợp sức của toàn xã hội mà nông nghiệp, nông dân, nông thôn Lâm Đồng đã có nhiều khởi sắc cả về chất lẫn lượng, cơ sở hạ tầng nông thôn được đảm bảo hơn so với trước, nhiều hình thức liên kết sản xuất được hình thành, diện tích canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng nhanh, giúp nhà nông nâng cao thu nhập. Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích ở Lâm Đồng hiện đạt trên 169 triệu đồng một hecta một năm. Cá biệt có những diện tích ứng dụng công nghệ cao bài bản, thu nhập đạt đến hàng tỷ đồng một hecta một năm. Hiệu quả được thể hiện rõ nét, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân. Từ năm 2010 đến nay, bên cạnh vốn ngân sách nhà nước, thì nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nông dân các địa phương đã đóng góp hàng ngàn tỷ đồng. Khi mà có cái cuộc vận động về nông thôn mới, ông trưởng thôn họp bàn với nhân dân ấy, thì là bà con chúng tôi cũng sẵn sàng cái tinh thần rất nhiệt tình hưởng ứng. Hàng tháng là vệ sinh đường, vệ sinh mương máng giao thông trên đường thôn. Trước kia thì đường nhỏ tí xíu, cỏ dại nó mọc đi không nổi. Thế nhưng mà
Từ khi mà có nông thôn mới thì là phát quang bụi rậm, rồi là làm đường nó to thêm, nhân dân đi lại xe cộ nó tránh nó, thì các em đi học nó lại thuận tiện. Dân ở đây rất là tức là hiền hòa, người ta sống cũng tình cảm lắm. Cô về đây ở đây là 2 năm rồi, cô là dân Cà Lạc xuống đây, nhưng mà cô về cô ở đây 2 năm rồi rất là bình yên, không có vấn đề gì hết. Rồi bà con đối xóm tình làng nghĩa xóm cũng rất là tốt. Đến nay, ngoài 90 trên 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng còn có huyện Đơn Dương đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Ba địa phương bao gồm huyện Đức Trọng, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã trình hồ sơ thẩm định để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến sẽ có thêm huyện Đạ Tẻ đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm nay. Thưa bà con, nội dung chia sẻ đáng chú ý trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633829930. Kim Quý và Thiên Phước xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình ngày mai.